Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo mình xin làm về lịch sử đen của Công giáo phần tiếp theo. Núi tội ác thứ nhất của Công giáo ngăn chặn sự tiến độ trí thức của nhân loại. Giáo hội Công giáo đã có những tác động tàn phá trên xã hội khi giáo hội nắm được vai trò lãnh đạo hoạt động trong những ngành y khoa, kỹ thuật, khoa học, giáo dục, lịch sử, nghệ thuật và thương mại đều sụp đổ. Âu Châu đi vào những thời đại hắc ám, tuy giáo hội vơ vét được một tài sản to lớn trong những thế kỷ đó, hầu hết những gì định nghĩa cho văn minh đã biến mất. Nhận định của Helen Eulenburg không sai nếu chúng ta biết đến chủ trương của giáo hội Công giáo qua những hành động ngăn chặn sự tiến độ trí thức của nhân loại, như giữ độc quyền giáo dục với chính sách làm cho nhân dân ngu muội tối tăm, đốt sách vở ghi chép những kiến thức cổ xưa của nhân loại, ngụy tạo và viết lại lịch sử với mục đích chứng thực đức tin của Công giáo, hủy diệt các nền văn hóa phi Kitô. Trước khi đi vào chi tiết những điểm trên, tưởng chúng ta cũng nên biết chút ít về xuất xứ của Công giáo. Khởi đầu, Công giáo chỉ là một hệ phái trong nhiều hệ phái theo nhân vật Do Thái mà họ gọi là Giê-xu Kitô. Trong mấy thế kỷ đầu, Công giáo càng ngày càng có nhiều tín đồ, không phải vì những giáo lý dạy về luân lý đạo đức, mà vì sự khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn trong một đời sau của tuyệt đại đa số người dân cơ cực thời bấy giờ. Vào thời điểm hạ bán thế kỷ thứ nhất, hầu hết dân chúng sống trong vùng thống trị của đế quốc La Mã là những người nghèo khổ, nô lệ, ít học hay vô học. Họ sống trong tuyệt vọng, không còn có thể trông ngóng được gì trong công cuộc sống trên cõi đời của họ. Có nhiều tôn giáo phát triển trong quần chúng, nhưng họ chỉ muốn một tôn giáo mang đến cho họ sự an ủi và hy vọng. Công giáo khai thác sự khao khát này và hứa hẹn cùng một cuộc sống tốt đẹp hơn trên thiên đường sau khi chết. Nếu họ tin vào Chúa Giê-xu theo giáo thuyết của Thánh Phao-lô, đây là một niềm hy vọng và an ủi lớn đối với họ cũng như của đa số tín đồ Công giáo ngày nay đang sống ở Phi Châu, Nam Mỹ, Phi Lục Tân và một vài vùng ở Việt Nam, vân vân. Nhất là trong những ốc đảo nghèo khổ. Các hệ phái khác cùng theo Chúa Giê-xu nhưng thường không có đồng quan điểm với những tín điều. Những sự kiện lịch sử, vai trò và khả năng của Chúa Giê-xu, thần quyền của giáo hoàng và hàng giáo phẩm Công giáo, vân vân, mà giáo hội Công giáo La Mã đưa ra, điển hình là phái tự ngộ kỳ theo chủ thuyết tự chứng, đạt giải thoát qua kiến thức và sự hiểu biết sâu xa về thực tại, cũng kinh nghiệm tu chứng bản thân. Tên phái này lấy từ gốc Hy Lạp Gnosis, có nghĩa là kiến thức thâu thập được do nội quán. Từ thập niên 1980 tới nay đã có nhiều công cuộc khảo cứu về hệ phái tự ngộ Kitô. Hệ phái tự ngộ đã chê trách những người trong Công giáo tự xưng là giám mục và trợ tế, làm như họ đã được Thượng Đế ban quyền cho, và gọi những người tự xưng một cách trơ tráo này là những con kênh không có nước. Nhưng hiển nhiên là chủ thuyết tự ngộ theo con đường vận dụng sự hiểu biết không thích ứng đối với lớp dân chúng thấp kém, ít học hay vô học. Cho nên hệ phái này không phát triển được sâu rộng trong quần chúng. Hệ phái tự ngộ này bị giáo hội tự phong là chính thống Kitô, nghĩa là Công giáo La Mã, cho tới thế kỷ thứ 16 kết án là lạc đạo hay dị giáo, vì không chịu mù lòa tin bướng tin càng như người Công giáo. Và khi giáo hội Công giáo liên kết với hoặc nắm được quyền lực thế gian thì tìm cách tiêu diệt hệ phái này.
và tất cả những tín ngưỡng không thuận theo chủ trương làm cho dân chúng ngu đần, tối tăm của Công giáo. Chủ thuyết của hệ phái tự ngộ Kitô đối nghịch với những giáo lý ngụy tạo của Công giáo và phủ nhận quyền lực của giáo giới sĩ, cho nên thật dễ hiểu khi ta thấy Công giáo La Mã đã phải tìm đủ mọi cách để tiêu diệt hệ phái Kitô này. Có ba lý do chính để giáo hội Công giáo thù ghét hệ phái tự ngộ Kitô. Thứ nhất, hệ phái tự ngộ Kitô chủ trương sự tự chứng là cứu cánh chung của con người. Biết rõ bản thân có nghĩa là biết rõ Thượng Đế, vì cái ngã và Thượng Đế là một. Vì con đường đi tới tự chứng căn bản qua phương pháp nội quán, cho nên hệ phái tự ngộ Kitô không chấp nhận một niềm tin mù quáng. Điều kiện cần để được giải thoát theo thuyết rao giảng bởi Thánh Phaolô, hệ phái tự ngộ Kitô cho rằng tin vào các bí tích là lối suy nghĩ ngây thơ và ma thuật, và cũng cho rằng ý tưởng về Chúa trở lại cõi trần là vô nghĩa. Những niềm tin này của phái tự ngộ Kitô là một sự đe dọa đối với hàng giáo phẩm Công giáo, vì chúng trái ngược với những giáo lý mà hàng giáo phẩm Công giáo đưa ra, và hoàn toàn phủ bác vai trò độc nhất nắm trong tay chân lý và giữ độc quyền ban phát ân sủng cho tín đồ của hàng giáo phẩm Công giáo. Thứ nhì, theo phúc âm của Philip thì Chúa Giêsu chỉ là một người như mọi người thường. Trong phúc âm này có đoạn mô tả tính người của Chúa Giêsu như sau: người luôn luôn đi bên Chúa là Mary Magdalene. Chúa yêu thương nàng hơn tất cả các đệ tử khác và thường hôn môi nàng. Các đệ tử khác lấy làm phật ý về việc này. Một khi đã phủ nhận tư cách thần thánh của Giêsu, hệ phái tự ngộ Kitô phủ nhận luôn cả chuyện Đức Mẹ đồng trinh và chuyện Chúa sống lại và bay lên trời, nghĩa là những tín lý căn bản của Công giáo. Thứ ba, hệ phái tự ngộ Kitô chủ trương con người thì bình đẳng và thường mời giới phụ nữ giảng đạo với tư cách là của một linh mục. Trái lại, trong Công giáo theo những bức thư tông đồ của Thánh Phaolô thì phụ nữ bị liệt xuống hạng thấp kém so với nam giới, và giáo hội Công giáo vẫn duy trì sự kỳ thị này cho tới ngày nay. Giáo hoàng Phaolô đệ nhị Rama sắc lệnh khẳng định việc cấm tấn phong phụ nữ làm linh mục và giáo hoàng đương nhiệm Benedict thứ 16 vẫn duy trì sắc lệnh này. Trong kinh Trí Tuệ của Đức Tin của phái tự ngộ Kitô, Mary Magdalene, người yêu của Chúa Giêsu, phàn nàn như sau: Phêrô làm tôi ngần ngại, tôi sợ lắm vì hắn ghét phái nữ. Nói tóm lại, vì phủ nhận những chuyện hoang đường trong thánh kinh như Đức Mẹ đồng trinh, vai trò thuần thánh của Giêsu, vai trò cứu rỗi của Giêsu, chuyện Giêsu sống lại và bay lên trời, và nhất là phủ nhận quyền lực thần thánh tự phong của hàng giáo phẩm Công giáo, bác bỏ một đức tin mù quáng và chủ trương con người bình đẳng mà hệ phái tự ngộ Kitô bị giáo hội Công giáo tiêu diệt. Đúng như Helen Albert đã nhận định ở trên, khi đại đế Constantine trong thế kỷ thứ tư theo Kitô giáo và lập Kitô giáo làm quốc giáo, thì tôn giáo này nắm được địa vị và quyền hành tuyệt đối trên thế gian. Và từ đó Công giáo đã phát triển, và với một định chế độc tài về tư tưởng và tín ngưỡng, giáo hội Công giáo đã đưa Âu Châu vào những thời đại hắc ám kéo dài suốt 1.000 năm, từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 15. Thời gian 10 thế kỷ này đã được các học giả, kể cả một số học giả Công giáo, công nhận là thời đại hắc ám. Đó chính là thời đại của sự man rợ và đen tối tri thức. Sở dĩ thời đại này có tên như vậy vì dựa vào quyền lực thế gian, giáo hội Công giáo đã giữ độc quyền giáo dục quần chúng, áp đặt sự ngu xuẩn, đen tối tri thức và bạo hành của giáo hội lên quần chúng ở Âu Châu, như chúng ta sẽ thấy trong phần sau đây.
Một, về văn hóa, chủ trương tiêu diệt tất cả những tín ngưỡng khác của Công giáo, bắt đầu bằng một chính sách mang rợ và phản tiến hóa nhất của nhân loại, cấm mọi thảo luận triết lý trong dân gian, đốt tất cả mọi sách vở, sử liệu, chứng tích lịch sử liên hệ tới các tín ngưỡng khác và liên hệ đến những sự thật về Kitô giáo và nhân vật Giê-xu, và thay thế vào đó là cái ý hệ độc tôn, mang rợ và đen tối trí thức của Công giáo, giáo bằng. Những tư liệu, ngụy tạo, những giáo điều dựa trên quyền lực, v.v. Về sự kiện này, trong cuốn Những Dối Trá và Huyền Thoại của Thánh Kinh, Graham đã viết như sau: sự hủy diệt mọi chứng tích về phái tự ngộ và những nguồn tài liệu về đa thần là việc làm đầu tiên của Kitô giáo. Chính các nhà truyền giáo đã khởi sự ở Antioch, như được nói đến trong sách Công vụ các sứ đồ, do lệnh của giáo hội Công giáo La Mã. Tất cả kinh sách của những người ủng hộ phái tự ngộ Kitô đều bị đốt, cũng như 36 cuốn của Porphyry, là một triết gia năm 232, năm 305, chủ trương triết lý là phương tiện giải thoát và nhấn mạnh đến lối tu khổ hạnh để tinh khiết hóa con người. Trần Trung Ngọc, Giáo hoàng Rod thứ bảy đốt thư viện Apollo chứa đầy kiến thức cổ xưa. Hoàng đế Theodosius đốt sạch 270.000 tài liệu về học phái huyền bí, vì những tài liệu này chứa nhóm căn bản giáo lý của ngũ kinh. Sự hủy diệt văn hóa này vẫn tiếp tục sau khi những nhà lập giáo đã qua đời. Những tín đồ cuồng tín mà họ đào tạo ra để tiếp tục công việc này, toàn thập tự quân đốt tất cả sách vở mà họ có thể kiểm tra được, kể cả những cuộn nguyên bản thánh thư Do Thái năm 1233, những tác phẩm của Maimonides, một triết gia Do Thái xuất sắc, năm 1135, năm 1204 trước Công nguyên, bị đốt đi cùng với 112.000 cuốn Kinh Thánh, Talmud, Thánh Kinh của Do Thái, Trần Trung Ngọc, năm 1244, 18.000 cuốn sách đủ mọi loại bị hủy. Hồng Y Simetnik đã đốt 80.000 bản văn của Ả Rập ở công trường Granada ở Tân Thế Giới. Toàn bộ kiến thức cổ xưa bị những người Kitô Tây Ban Nha phá hủy cùng với đền đài chứa đựng những kiến thức này. Sau khi đã phá hủy mọi chứng tích, những nhà lập giáo Kitô đầu tiên đã có thể thay thế những kiến thức cổ xưa này bằng những điều vô nghĩa của họ. Và để chứng minh những điều vô nghĩa này, họ đã thay đổi lời lẽ và gài vào đó những câu không có trong những nguyên bản. Về cùng một chủ đề này, Matthew viết như sau: trong 4 thế kỷ đầu, họ đã hủy bỏ những tài liệu quan trọng nhất về mọi sự hiểu biết trung thực về nguồn gốc thực sự của sự mê tín trong Kitô giáo. Những huyền thoại được viết ra và diễn ra như là lịch sử nhân loại. Mọi tư tưởng khác đều bị dẹp bỏ hay cưỡng bách phải chấp nhận sự gian dối. Theo giáo lý của họ thì máu của Chúa Kitô đã rửa sạch tội lỗi của thế giới, nhưng tội lỗi vẫn còn với chúng ta ngày nay. Cái mà thực sự bị rửa sạch chính là sự lành mạnh của thế giới. Với thời gian, giáo lý của họ đã làm tâm thức Tây Phương mê mẩn đến nỗi Aribat ở Lyon phải viết như sau: cái thế giới bất hạnh này nằm dưới sự chuyên chế điên rồ. Những điều mà người Kitô tin thực ra là những điều vô nghĩa đến độ từ xưa tới nay không ai có thể làm cho con người ngoại đạo tin được. Nếu độc giả không tin và muốn có một thí dụ thì chúng tôi xin cống hiến một chuyện trong Kitô giáo về Thánh John trong Phúc Âm. Theo lịch sử các thánh thì John là khi đã rất già làm cho hoàng đế Domitian giận,
Để trừng phạt John, Domitian sai người ném John vào một cái vạc chứa dầu và nhựa thông. Sau khi người ta châm lửa, dầu bắt đầu sôi thì đám bông. Đám đông ở ngoài nghe một tiếng hát trong ngọn lửa. Khi vạc dầu sôi cạn hết thì John vẫn còn sống và không hề hấn gì. Tất cả đều kể lại phép lạ này là những điều hoang đường trong đó. Và nay, nếu những tín đồ Kitô xuất sắc có thể tin được sự vô lý này thì họ có thể tin bất cứ cái gì, ngay cả Thánh Kinh. Trong cuốn Cái Mặt Đen Tối của lịch sử Kitô giáo, Helen Abbott cũng viết trang 46 đến trang 48, khi giáo hội Công giáo nắm thêm quyền lực, người Kitô Công giáo đã đóng cửa các trung tâm giáo dục và đốt sách vở cũng như toàn thể các thư viện. Giáo hội đốt một số rất lớn những tài liệu văn học. Năm 391, người Công giáo thiêu rụi một trong những thư viện lớn nhất hoàn cầu ở Alexandria. Được biết là chứa 700.000 tác phẩm, tất cả những sách của hệ phái Tự Ngộ, 36 cuốn của Porphyry, những tác phẩm của 27 học phái huyền bí và 270.000 tài liệu cổ xưa thu thập bởi Ptolemy Philadelphus đều bị đốt sạch. Giáo dục cho người ở ngoài giáo hội bị cấm, những trung tâm giáo dục cổ xưa đều bị đóng cửa. Giáo hội chống học văn phạm và tiếng Latin. Nếu giáo hoàng Rod đệ nhất không chống học văn phạm, ông ta còn lên án giáo dục nào không phải là giáo dục cho thế giới giáo sĩ là điên rồ và xấu xa. Ông ta cấm tín đồ không được đọc kinh thánh, ra lệnh đốt thư viện Palatine Apollo, để những văn học thế tục không làm lãng trí tín đồ trong việc chiêm ngưỡng thiên đường. Sau nhiều năm các tín đồ Công giáo đi phá hủy sách vở và thư viện Thánh John Chrysostom, giáo thụ nổi tiếng của giáo hội hãnh diện tuyên bố mọi dấu vết về văn học và triết lý cổ của thời trước đã biến mất khỏi mặt trái đất. Sau đây là một tài liệu khác về một số những hành động của giáo hội Công giáo khi giáo hội nắm được quyền lực thế gian. Không có một trích dẫn thống kê đơn thuần nào có thể nói lên vô lượng những sự ác ôn mà giáo hội Công giáo La Mã đã làm cho nhân danh Thượng Đế. Từ khi mà các triều đại giáo hoàng cấu kết quyền lực với chính quyền trong thế kỷ thứ 5 cho tới công cuộc phục hưng, cái áo vô minh và mê tín đã phủ lên Âu Châu, ánh sáng tự do đã tắt ngầm. Dân La Mã cổ xưa không phải là dân La Mã dưới quyền thống trị của giáo hội Công giáo Trần Trung Ngọc. Đã có những thư viện chứa 500.000 cuốn sách. Thời kỳ từ năm 500 tới năm 1000 ở Âu Châu dưới quyền lực Kitô, không có một thư viện nào có được hơn 600 cuốn sách. Sự tiến bộ khoa học, đặc biệt là về y học, hoàn toàn ngưng trệ. Văn hóa con người thoái hóa đến mức tàn bạo. Thật là mỉa mai, chính những cuộc thánh chiến chống dân Hồi giáo đã rọi một tia sáng tri thức qua cái mờ tối của vô minh và mê tín. Không như những dân Kitô tìm cách tiêu diệt một kiến thức không hợp với thần thuyết của họ, những người theo Hồi giáo đã gìn giữ trí tuệ của dân Hy Lạp cổ xưa. Hơn nữa, họ đã có nhiều tiến bộ đáng kể về toán học, triết học và khoa học. Khi những thập tự quân của giáo hội Công giáo La Mã trở về từ miền Đông, họ đã mang về cùng với những chiến lợi phẩm, những hạt giống kiến thức mà sau này đưa đến công cuộc phục hưng, song song với hàng đống những đồ cướp đoạt được và những thánh tích giả mạo. Những thập tự quân cũng mang về theo nghệ thuật và văn học cổ Hy Lạp. Những tác phẩm của các triết gia Hy Lạp mà giáo hội Công giáo La Mã đã dẹp đi từ nhiều thế kỷ trước nay lại xuất hiện. Một vài triết gia như Plato và Aristotle được đưa vào trong giáo thuyết của giáo hội. Thật vậy, những tác phẩm của Thomas Aquinas, đặc biệt là những chứng minh về sự hiện hữu của Thượng Đế, căn bản là của Aristotle.
được sửa lại thành mới. Nhưng quan trọng hơn là về sau này, triết lý nhân bản của Hy Lạp đã nảy nở trong đầu óc của những người đau lòng, mà nhận ra sự vô ích của những suy thoái thần học cùng sự xấu ác của những tín điều mà giáo hoàng đưa ra. Kết quả là chính cái nền tảng trí thức và độc tài về đạo đức của giáo hội bắt đầu lung lay. Và Robert Anderson đã nhận định như sau: khi Kitô giáo có được quyền lực thì tôn giáo này phá hủy mọi tượng thần mà nó có thể đặt những bàn tay vô minh của nó lên trên. Nó hủy hoại và xóa bỏ mọi họa phẩm, phá hủy mọi công sự đẹp đẽ, đốt sạch những tác phẩm Hy Lạp và Latin, triệt tiêu mọi lịch sử, thơ phú, triết lý và thiêu rụi mọi thư viện mà nó có thể đốt được. Kết quả là màn đêm Trung Cổ đã phủ lên nhân loại. Nhưng vì tình cờ, vì may mắn, vì bỏ sót, một vài tác phẩm đã thoát được sự ác liệt của cuồng nhiệt tôn giáo. Và những tác phẩm này trở thành cái nhân, mà quả của nó là nền văn minh của chúng ta ngày nay. Những tài liệu ở trên chứng tỏ giáo hội Công giáo ngay từ đầu đã theo đuổi chính sách làm cho người dân ngu muội, tối tăm, để dễ bề kiểm soát đầu óc của đám tín đồ thấp kém. Và chính sách này được kéo dài cho đến ngày nay. Giáo hoàng đương nhiệm Benedict thứ 16, nguyên là Hồng Y Thiết Giáp Ratzinger, đứng đầu bộ tín lý và đức tin của Công giáo, đã cấm đoán hoặc cắt chức những nhà thần học nổi tiếng trên thế giới như thầy H. de Chartres và tất cả những nhà thần học trong phong trào thần học giải phóng chủ trương phục vụ con người thay vì phục vụ Thiên Chúa, thực ra là phục vụ giáo hoàng, điển hình như Leonardo. Cấm họ không được viết sách hay dạy học trong những trường học Công giáo vì những người trên đã có những ý kiến không phù hợp với những điều ngu dốt của giáo hội. Và dạy rằng, và riêng trong cộng đồng giáo dân Việt Nam thì các cha đều cấm đoán tín đồ đọc những sách vở viết lên những sự thật lịch sử về giáo hội Công giáo, đặc biệt là những sách do Giao Điểm xuất bản bằng những lời đe dọa thuộc thời Bán Khai đã mất thời gian, tính như dọa Chúa sẽ đọa đày xuống hỏa ngục hay bị giáo hội tuyệt thông, không cho hiệp thông với Chúa để hưởng một cái bánh vẽ trên trời sau khi chết. Ratzinger cấm thì cứ cấm. Những nhà thần học nổi danh như Han Khu vân vân thản nhiên không coi sự cấm đoán của Ratzinger vào đâu, vẫn tiếp tục dạy học và viết sách. Vì trong thời đại này, giáo hội không còn khả năng để đưa họ lên giàn hỏa nữa. Đó là những gì Công giáo đã làm với mục đích tiêu diệt văn hóa của các tôn giáo tín ngưỡng nào không phù hợp với những giáo điều và niềm tin của Công giáo. Nhưng cũng như Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc không thể nào đốt hết được sách vở của thiên hạ, giáo hội Công giáo dù đã dùng mọi nỗ lực để hủy diệt những chứng tích lịch sử của các hệ phái Kitô khác cũng không có cách nào thành công hoàn toàn. Do đó vẫn có những tài liệu còn sót lại, và ngày nay người ta đã tìm thấy nhiều tài liệu cổ xưa về sự thực của Kitô giáo và con người thực của Giêsu. Những tài liệu mới tìm thấy của phái tự ngộ Kitô về Giêsu cho ta một cái nhìn khác hẳn về con người của Giêsu. Một người thường như mọi người, không có những đức tính thần thánh hay khả năng làm phép lạ như những nhà lập giáo Công giáo đã quảng bá. Năm 1945, một người dân thường ở Ai Cập đã tình cờ đào thấy ở Nắc Hammadi, miền thượng Ai Cập, một cái chỉnh trong đó có chứa 52 bản kinh văn của hệ phái tự ngộ. Nội dung các bản kinh văn này làm các nhà lãnh đạo Kitô giáo nói chung hoảng hốt và tìm cách ngăn chặn sự phổ biến những tài liệu này. Cho tới hơn 30 năm sau,
các học giả mới có cơ hội tìm hiểu các bản kinh này. Sở dĩ như vậy là vì theo Elan Pagel, giáo sư sử học tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ, tác giả tác phẩm nghiên cứu nổi tiếng Phúc Âm của phái Tự Ngộ Kitô, những bản kinh văn này chứa nhiều thông tin về Kitô giáo và con người của Giê-xu, đối ngược với những thuyết lý thần học của Kitô giáo nói chung, Công giáo nói riêng. Những bản kinh văn này của hệ phái Tự Ngộ mô tả nhiều nhân vật và biến cố trong Tân Ước, nhưng trên một quan điểm khác hẳn, chúng chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng giáo hội Kitô ngay từ đầu đã bị phân hóa sâu rộng, chứ không thống nhất như chúng ta thường tin. Rằng nhiều tín đồ của Chúa Kitô không đồng thuận về những sự kiện trong đời sống của Giê-xu, về ý nghĩa những lời giảng dạy của Giê-xu hoặc vẻ hình thức của giáo hội trong những bản kinh văn như Phúc Âm của Philip và Phúc Âm của Thomas. Thomas được mô tả là em song sinh của Giê-xu. Chúng ta biết rằng một số tín đồ của hệ phái Tự Ngộ phủ nhận chuyện Giê-xu sống lại và bổ nhiệm Phê-rô làm người kế vị, và nhiều tín đồ chắc vấn về quyền hành và của các linh mục tin rằng tư cách thần thánh là ở trong con người, con đường giải thoát là con đường tự ngộ, và rằng những bản kinh văn trên bắt buộc chúng ta phải xét lại tận gốc quan điểm truyền thống và nguồn gốc ý nghĩa của Kitô giáo. Sau đây chúng ta sẽ đi vào thêm một số chi tiết về sự ngu xuẩn của giáo hội Công giáo đã tác hại trên nhân loại như thế nào. Về y học, năm 540, bệnh dịch phát khởi ở Âu Châu làm chết khoảng 10.000 người mỗi ngày. Dân chúng hoảng sợ kéo vào nhà thờ, tin tưởng sẽ được Chúa cứu cho khỏi chết. Giáo hội giảng cho con dân rằng bệnh dịch là một thiên tai do Thượng Đế của Công giáo gây ra và là sự trừng phạt của Thượng Đế về tội quần chúng không theo luật của Thượng Đế. Thật ra đây chỉ là luật của những bộ óc giáo sĩ thuộc thời bán khai đặt ra trước sự bất lực của nền y học phôi thai thời bấy giờ để đối phó với bệnh dịch. Giáo hội tuyên bố là y học của Hy Lạp và La Mã là của bọn dị giáo, và quyết định giáo hội phải nắm giữ và áp dụng nền y học của giáo hội trên quần chúng, phương pháp chữa mọi bệnh của giáo hội vào những thế kỷ 5 và 6 là lễ máu trên một số điểm trong số 22 điểm trên cơ thể con người. Giáo hội dạy rằng lễ để làm cho chảy máu có thể ngăn chặn sự làm độc, mất quân bình trong cơ thể, ngăn chặn sự ham muốn tình dục và phục hồi lòng yêu đời. Cho đến thế kỷ thứ 16, phương pháp chữa bệnh này của giáo hội đã làm chết nhiều chục ngàn người mỗi năm. Khi bệnh nhân chết vì chảy máu, giáo hội giải thích là vì không chịu lễ máu sớm hơn hoặc làm chảy máu chưa đủ. Giáo hội còn dạy tín đồ phải coi rẻ mọi khía cạnh về thể xác con người, do đó không khuyến khích tín đồ về vấn đề giữ vệ sinh cá nhân hay tắm rửa. Kết quả là bệnh tật lan tràn khắp nơi. Trong nhiều trăm năm, thành thị và làng mạc đều bị tàn phá bởi các bệnh truyền nhiễm, kết quả sự ngu dốt của giáo hội về y học và áp đặt sự ngu dốt đó trên quần chúng. Về khoa học, chính sách đốt sách vở, văn học cổ và đàn áp sự theo đuổi trí thức của nhân loại, đúng như Joseph Daliden đã nhận định ở trên, là sự tiến bộ khoa học, đặc biệt là về y học, hoàn toàn ngưng trệ văn hóa con người, thoái hóa đến mức tàn bạo. Thật vậy, ngay từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch hay trước thời đại thông thường ngày nay, đã có ý tưởng là trái đất quay quanh xung quanh mặt trời. Đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, Aristotle đã đưa ra thuyết mặt trời làm trung tâm vũ trụ, và Eratosthenes đã cho được chu vi của trái đất. Đến thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch,
Hippasus đã biết kinh tuyến và vĩ tuyến của trái đất và tính được độ xuyên của quỹ đạo hình elip của trái đất. Như khi giáo hội Công giáo nắm được quyền thế trên thế gian, và như chúng ta đã biết, đưa Âu Châu vào thời đại tối tăm 1.000 năm thì nhân loại phải chờ đến thế kỷ thứ 16 mới có được. Copernicus lập lại thuyết trái đất quay quanh mặt trời khi Galileo trong thế kỷ 17 chứng thực thuyết trái đất quay quanh mặt trời thì ông ta bị tòa án đạo sử dị giáo bắt ông ta phải rút lại lập luận và giam ông ta tại nhà cho đến khi chết. Năm 359 sau, 359 năm sau, tòa thánh dưới triều John Paul đệ nhị mới công khai thú nhận là giáo hội đã sai lầm trong vụ xử Galileo. Trí tuệ của các bậc thánh trong giáo hội có thể biểu hiện điển hình trong lời phán của thánh Augustine, tác giả nền thần học của căn bản Công giáo: không thể có người ở phía trên bên kia của trái đất, vì trong những hậu duệ của Adam không có sắc dân nào được ghi trong thánh kinh. Lẽ dĩ nhiên Việt Nam là một sắc dân ở phía bên kia của trái đất, không liên hệ gì với Adam và trong kinh thánh của Kitô giáo. Cho nên dù Adam có sa ngã theo thuyết hoang đường của Kitô giáo thì người Việt Nam cũng chẳng liên quan gì đến cái tội tổ tông của người Do Thái, và do đó chẳng cần gì đến sự cứu rỗi của một người Do Thái có tên là Giê-xu. Những tín đồ Công giáo Việt Nam đã bị kéo vào một niềm tin lừa bịp của nền thần học Kitô giáo. Họ cũng nên biết rằng Giê-xu đã coi những người không phải là Do Thái là đồ chó, chỉ xứng đáng ăn những mảnh bánh vụn rơi vãi trên mặt đất. Tôi khuyên họ hãy đọc kỹ đoạn Matthew 15 2.21 đến 28 trong Tân Ước. Trên đây là tóm tắt núi tội ác thứ nhất của Công giáo đối với nhân loại: sách lược tiêu diệt nền văn hóa của các tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác đã được các giáo hội Kitô, đặc biệt là Công giáo La Mã, tiếp tục thi hành một cách tàn bạo khi Kitô giáo liên kết với những lực lượng thực dân đi xâm chiếm các nước ở châu Phi, châu Mỹ Latin, Á Đông và ngay cả ở Mỹ Châu, khi Kitô giáo đã thành công trong sách lược này ở khắp nơi nhưng hoàn toàn thất bại ở Á Đông. Trừ nước Phi Luật Tân, tại sao? Vì khi văn hóa Kitô đụng phải những nền văn hóa cao hơn ở Á Đông như Phật giáo, Khổng giáo, Ấn Độ giáo thì Kitô giáo không thể thành công. Dù có liên kết với chế độ thực dân như ở Việt Nam, chủ đề này sẽ được thảo luận trong một bài khác. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình sẽ hẹn clip sau làm tiếp tục phần thứ 3.